Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Vào ngày 22 tháng 5, mình có một cái video hướng dẫn nhận 800.000 token có ký hiệu và Rhino chạy trên nền tảng của Polygon Matic nha các bạn. Thì đối với những bạn nào có tham gia dự án trước kia thì các bạn vào để nhận form để giúp token nó phân phối các bạn. Thì để giúp được token này thì các bạn cần click cho bằng link mô tả dưới video của mình nha các bạn. Thì các bạn mở con bot trên Telegram của tất cả bạn ra nè. Sau khi mở con bot của tất cả bạn ra, các bạn bấm nút start nha các bạn. Các bạn bấm vào balance. Thì các bạn click cho phần link mô tả thứ hai của mình và các bạn dòng đầu tiên các bạn khai báo địa chỉ username Telegram của tất cả bạn dưới kia đã khai báo trên bot nha các bạn. Ở cộng anh 361 362 nha các bạn. Rồi tiếp tục username tại Twitter thì các bạn trả qua con bot nha các bạn. Trước kia các bạn khai báo trên con bot nào thì các bạn copy cái tại Twitter đó nha các bạn. Thì các bạn chỉ copy sang qua các bạn. Các bạn dán vô đây. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ với Polygon Matic thì các bạn mở địa chỉ với MetaMask của mình ra nha các bạn. Các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ví nha. Các bạn chọn Matic nè các bạn. Rồi các bạn bấm nút nhận nha các bạn. Chọn sao chép nè. Rồi các bạn gửi cho bo gửi vào link form nè các bạn. Tiếp tục vô balance này thì các bạn trả về con bot nha các bạn. Các bạn copy cái balance là cái số dưới của mình chỗ này nè các bạn. Mình được có 9 ghép rồi các bạn. Các bạn copy nha các bạn. Rồi nhắn vào đây. Rồi dòng tiếp theo thì vô email address thì các bạn điền địa chỉ email của tất cả bạn vào nha các bạn. Rồi các bạn bấm nút gửi là xong nha các bạn. Ok, như vậy là video mình đã hướng dẫn các bạn rút con tóc cần có Rhino đem kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip từ mình nha.